4 câu đố sẽ kiểm tra trí thông minh của bạn. Liệu bạn có thể trả lời câu hỏi này không? Bạn có đi tập gym, bơi trong bể bơi, chơi tennis? Có lẽ bạn quan tâm tới tình trạng sức khỏe của mình và tập thể dục thường xuyên. Nhưng còn tập thể dục cho não thì sao? Đừng lo, bạn không nhất thiết phải nhân số có 10 chữ số trong đầu đâu. Đôi khi bạn chỉ cần một bức ảnh với lời giải thích ẩn sau nó. Chúng tôi có một thử thách dành cho bạn đấy. Video này chứa 4 câu đố, cứ thong thả nhé. Đừng vội, suy nghĩ cho kỹ. Vậy ta bắt đầu nào. Trên sông. Hôm đó là một ngày hè nóng nực, nhưng thanh tra Vark Knight đang làm nhiệm vụ. May thay anh không phải ngồi trong văn phòng ngột ngạt. Thanh tra cùng với trợ lý của mình đang truy đuổi một tên tội phạm nguy hiểm. Theo dấu chân của hắn, họ đi đến bờ của một con sông nhỏ nhưng rất sâu và chảy xiết. Viên thanh tra và trợ lý của anh nhìn thấy vài người đang bơi lội nên đã đến gần và hỏi họ. Chúng tôi đang tìm kiếm một người xấp xỉ tuổi các cậu. Cậu ta chắc đang ở gần đây. Các cậu có thấy cậu ta không? Câu trả lời đến ngay lập tức. Cậu ta chạy ngang qua chúng tôi mới vài phút trước. Cậu ta nhảy xuống sông ngay tại đây. Ông có thể nhìn thấy cậu ta ở bên kia sông. Nhanh lên nếu ông muốn bắt cậu ta. Anh chàng tốt bụng còn đề nghị cho Van Knight mượn thuyền, nhưng viên thanh tra đã từ chối. Ông nói, cứ để chúng chạy đi, bây giờ tôi muốn làm quen với cậu. Tại sao viên thanh tra quyết định chú ý đến các chàng trai và không truy đuổi tên tội phạm ở bờ bên kia? Đừng vội vàng trả lời, bạn có một chút thời gian để suy nghĩ. Nhưng nếu vẫn chưa đủ, hãy tạm dừng video, phân tích và tìm kiếm bất kỳ chi tiết hữu ích nào trên ảnh. Chà, điều gì làm dấy lên những nghi ngờ? Trạng thái của các chàng trai. Nhưng vào ngày hè nóng nực thì họ ở bờ sông là bình thường mà. Bụi cây đáng ngờ sao? Cát, dòng sông, bạn nghĩ thế nào? Hay bạn đã hiểu ra? Vậy ai là tội phạm? Nếu chú ý thì hẳn bạn nhớ rằng dòng nước chảy xiết và bản thân con sông thì sâu. Nếu có người muốn bơi qua sông thì họ sẽ ngay lập tức bị đuối nước. Ngay cả khi tên tội phạm là một vận động viên thể thao tài năng và thành công vượt qua sông thì hẳn là dòng nước đã cuốn hắn đi nơi khác. Làm sao hắn có thể sang được bờ bên kia chứ? Vì vậy, tên tội phạm là một trong những người đang đứng trên bờ, ngay trước mặt thanh tra và trợ lý. Bạn hiểu rồi, đúng không? Rất tốt, hãy nhấn like nhé. Chuyển sang câu đố tiếp theo nào. Bí ẩn Giáng sinh. Thanh tra Vark Knight, người mà bạn đã biết, phải làm nhiệm vụ trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh, tội nghiệp. Ngày 25 tháng 12, ông nhận lệnh làm nhiệm vụ. Ông bấm chuông cửa và một phút sau, người chủ của căn hộ ra mở cửa trong trạng thái ngái ngủ. Viên thanh tra tự giới thiệu mình và nói, tôi phải kiểm tra căn hộ của anh cẩn thận. Hàng xóm của anh nói rằng đêm qua, đêm Giáng sinh, anh ấy đã sang nhà anh dự tiệc. Và trong khi anh ta hát cùng với gia đình của anh bên cạnh cây thông Noel, tỏa sáng nhờ những ánh đèn nhiều màu, anh đã đột nhập vào căn hộ của anh ta và lấy trộm một số món đồ có giá trị. Người chủ ngạc nhiên trả lời, không đúng, gia đình chúng tôi ăn mừng đêm Giáng sinh ở nhà của một người bạn. Chúng tôi rời căn hộ và đến nhà họ vào buổi chiều. Tôi còn chẳng kịp trang trí cây thông Noel trước khi đi. Lúc chúng tôi về đã là quá nửa đêm nên cả nhà đi ngủ ngay. Nếu ông muốn, ông có thể đánh thức vợ và con trai tôi dậy và họ sẽ xác nhận tất cả những gì tôi vừa nói. Không cần thiết như vậy đâu, thanh tra Vard Knight nhắc lời. Tôi thấy khá rõ là hàng xóm của anh đã nói dối. Làm sao thanh tra Vard Knight biết được là người hàng xóm đã nói dối nhanh như vậy? Bạn nghĩ gì về vụ án này? Hãy cùng nhau xem xét tình hình nhé. Chà, có lẽ người đàn ông tỏ ra rất chân thành, nhưng liệu có đủ để viên thanh tra tin anh ta không? Liệu anh ta có thể có bằng chứng về lời nói của nghi phạm? Có lẽ ai đó đã nhìn thấy gia đình trở về sau chuyến thăm nhà người bạn. Thanh tra có thể nhận thấy điều gì đó xác nhận lời khẳng định của chủ sở hữu căn hộ. Hãy so sánh ý tưởng của bạn với câu trả lời ngay sau đây. Tại sao thanh tra gọi người hàng xóm là kẻ nói dối? Một lần nữa, không có gì quá phức tạp hay bí ẩn, chỉ là một bài tập kiểm tra mức độ chú ý của bạn thôi. Nếu nhìn lại cây thông, bạn sẽ thấy rằng dây đèn bị thiếu một bóng đèn và bạn biết rằng dây sẽ không hoạt động nếu không có cái bóng đèn đó. Chủ căn hộ thực sự đã trang trí cây thông Noel một cách vội vàng và không kiểm tra xem đèn có hoạt động hay không. Người hàng xóm không hề biết điều này và anh ta đã nói dối về việc hát bên cạnh một cái cây nhiều màu rực rỡ. Nhân tiện, sợi dây đèn bị sờn không ngăn nó chiếu sáng. Nhưng bạn có thể tưởng tượng nổi thanh tra chuyên nghiệp và lưu tâm như thế nào không? Nếu bạn cũng có những phẩm chất ấy và tìm được câu trả lời, hãy
hãy nhấn thích nhé và xem câu đố tiếp theo này. Khu chung cư ở New York. Trong một khu chung cư điển hình của New York, có 100 cặp vợ chồng. Vì vậy, không lạ khi người chồng cắm sừng vợ mình và qua lại với một người vợ khác thì vợ anh ta chẳng hay biết. Nhưng bạn biết quy luật của cuộc sống mà, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Và vì nhiều lời đàm tiếu trong khu chung cư, tất cả những người vợ khác đều biết anh ta đang lừa dối. Nhưng không giống như nơi nào khác. Các quy tắc trừng phạt đối với sự không chung thủy ở chung cư này rất kỳ lạ và thậm chí đáng sợ. Nếu một người vợ phát hiện ra chồng mình đang lừa dối mình, cô ấy sẽ giết anh ta vào sáng hôm sau. Ôi trời! Và đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Một người ẩn danh đã gửi email cho tất cả các bà vợ trong tòa nhà, nói rằng có ít nhất một người đàn ông đang lừa dối vợ mình. Bao nhiêu người chồng sẽ bị giết và sẽ mất bao lâu? Chà, câu đố này có mức độ tàn nhẫn cao hơn một chút, nhưng đừng để nó làm bạn mất tập trung nhé. Nhiệm vụ này như đang thử thách tư duy logic của bạn. Vậy bạn đã sẵn sàng đối mặt với nó chưa? Đừng vội và đừng bỏ cuộc. Hãy nhớ rằng bạn có thể tạm dừng video, lấy giấy bút và làm bất cứ điều gì bạn cần để giải câu đố này. Chẳng hạn như vẽ một sơ đồ, hoặc một người chồng đã chết. Hãy cùng khám phá sự thật nào. Có bao nhiêu người chồng và mất bao nhiêu thời gian? Tất cả những người đàn ông, giả sử rằng số lượng của họ là N, lừa dối vợ sẽ bị giết và số đêm để vợ phát hiện ra chuyện này sẽ nhỏ hơn số lượng người đàn ông cắm sừng vợ hay N-1. Nếu một người đàn ông đang lừa dối và vợ anh ta không nghe nói về chuyện ngoại tình nào khác thì cô ấy sẽ biết đó là chồng mình. Nếu có hai người đàn ông đang lừa dối, cả hai người vợ sẽ nghĩ rằng vì họ chỉ nghe nói về một người đàn ông lừa dối, anh ta phải chết vào sáng hôm sau. Nếu anh ta không chết, họ sẽ biết rằng người chồng của họ cũng đang lừa dối. Vì thế, người chồng kia không chết. Theo logic này, bạn biết rằng số người đàn ông chết đi sẽ nhiều hơn số đêm họ phải chết là 1. Voilà. Bạn thấy câu này thế nào? Xoắn não ha? Hay dễ? Nếu bạn giải được thì thật tốt quá. Nếu không thì cũng đừng buồn, vì câu này rối não kinh khủng. Và còn một câu đố nữa cho bạn lật ngược tình thế này. Ngày hè nóng bức. Hôm đó là một ngày hè nóng nực và một thanh tra đến bên bờ sông đón nắng. Đột nhiên, anh nghe thấy một người phụ nữ khóc. Chắc chắn là anh ấy phải vội đến giúp đỡ. Có chuyện gì vậy? Anh hỏi cô gái đang nức nở. Xin hãy bình tĩnh, kể cho tôi nghe từ đầu đến đuôi mọi chuyện đi. Cô gái nói trong tiếng nấc. Anh nói thì dễ lắm. Anh chẳng tưởng tượng nổi tôi quý chiếc vòng tay đó như thế nào đâu. Ngày nào tôi cũng đến đây. Hôm nay tôi đã tháo vòng lúc tắm nắng, đặt nó ở trên đầu cuốn sách và vô tình ngủ quên mất. Lúc tỉnh dậy, tôi không thấy cái vòng đâu nữa. Thanh tra chìm vào trầm tư. Không có dấu chân nào của người khác trên cát xung quanh nơi cô gái ngồi, ngoài dấu chân của chính cô ấy. Không có người nào khác quanh đây. Theo đó, chỉ một trong những du khách thường xuyên đến bãi biển mới có thể lấy chiếc vòng. Những người này bây giờ đã quây kín thanh tra. Anh nhìn họ và ngay tức khắc hiểu ra ai đã lấy chiếc vòng tay. Anh ấy thật thông minh. Thế còn bạn? Bạn nghĩ sao? Có lẽ kẻ trộm là người cầm vật. Nhìn anh ta vô tội mà. Hay người phụ nữ, cô ấy là người duy nhất cầm túi. Có lẽ cô ấy đã bỏ chiếc vòng vào trong. Bạn có đồng ý không? Thời gian không còn nhiều, bạn phải sớm đưa ra câu trả lời. Manh mối chính ở đây là câu không có dấu chân xung quanh nơi này. Và người duy nhất có thể chạm vào chiếc vòng tay mà không để lại bất kỳ dấu chân nào trên cát là người cầm cần câu. Anh ta là người đầu tiên bị nghi ngờ.